AK Shop xin chào 800 anh em YouTube và Facebook. Ở video này là dòng Future LED đời từ 2018, 19, 20, 21 qua 2022, không biết có đổi mẫu hay không thì chờ đợi vài tháng nữa. Thì một dòng xe của Honda thường có tuổi dòng đời là 4 năm sẽ tự đổi mẫu. Nhưng mà theo điểm hiện tại thì tháng 11, 2021 rồi, thì cái dòng Future LED này vẫn được sự yêu thích thị trường. Doanh số dòng xe này bán rất nhiều. Đó. Nên không biết là qua 2022 Honda có đổi mẫu chưa, thì cái điều đó mình chưa biết ha. Đợi tầm khoảng vài tháng nữa coi sao. Thì video hôm nay đó là phần Dummy Audi A11. Thì các bạn cũng đã biết A11 nó quá phổ biến, quá phổ thông và quá thông dụng rồi. Chỉnh quân màu sắc 69.000 màu ha, hay gọi là một dùng trời màu sắc bao la màu. Và chỉnh full màu sắc là full hiệu ứng trên điện thoại. Thì mình đã làm một video rồi trên dòng xe này với cái họa tiết khác. Nó họa tiết kia là cái kiểu cũng giống na ná vậy, nhưng mà nó có thêm bốn quả lốc ngay đây nè đó, và có những cái sọc. Thì hôm nay cái thêm họa tiết là kiểu một sọc như thế này đơn giản. Tới dòng Future này các bạn chọn những họa tiết như thế này có đẹp mắt đi sao, nó sẽ đổ dài theo cái đèn không, cái họa tiết được thiết kế đổ dài theo cái đèn, theo cái phông đèn và phông sen rất là đẹp mắt đó. Thì đây là mẫu một sọc, còn các bạn muốn hai sọc thì mình sẽ làm một cái đường đen nhỏ giữa chia thành hai sọc. Nhưng mà thường mình thấy anh em thích làm một sọc hơn, nhìn nó to hơn, nó dày hơn, nó phù hợp với cái phần rộng của mặt nạ nè ha. Mặt nạ xe nó nguyên cái phần rộng như thế này. Rồi xe này nó có nhiều option đó bạn, tăng sáng nè, Audi nè, rồi thay bốn xi nhanh bằng bóng led nè, thay đèn đồng hồ bằng led luôn, và bóng led bóng hậu bằng led luôn, rồi lắp mắt cây, lắp định vị đều có. Audi sau thì cũng có luôn ha. Đó thì đối với dòng đời 2021 không có công tắc đèn thì có thể làm bát xin tắt đèn, bát xin nhấn giữ bao giờ tắt mất đèn, hoặc là móc công tắc đèn giống như đời 2018-19. Đây xe này thì khoảng đời 2021 bạn không có công tắc đèn nè. Đó các bạn muốn làm tắt đèn vẫn được thì các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sơ và cái hiệu ứng cho bạn xem về cái phần A11. Thì A11 trên thị trường hiện nay mình nhớ cũng đã là khoảng tuổi thọ xuất hiện trên thị trường khoảng hơn 2 năm rồi, nó quá phổ biến ha. Rồi trước tiên là mở khóa tắt khóa nè, cho bạn xem cái phần hiệu ứng tắt khóa mở khóa. Tắt khóa đợi là lâu xíu rồi mở khóa xe lên. À đây là cái phần hiệu ứng khởi động ha. Rồi sẽ kết nối app là đào trên App Store hoặc là CH Play, xong rồi mở Bluetooth luôn. Đối với những anh em xài Android thì mở cả Bluetooth ở vị trí nó sẽ dễ kết nối hơn. Rồi đây chỉnh màu là các bạn cứ việc cầm điện thoại các bạn chỉnh thôi. Đỏ xanh lá, xanh dương, vàng nhạt, hồng trắng, xanh ngọc, tím, màu vàng đậm. Ngoài chỉnh màu cơ bản mình vừa nói thì các bạn chỉnh được trên này nữa nè. Đó ok các bạn ha, nên gọi là một vùng trời màu sắc là vậy, bao la màu. Rồi không thích hiệu Dummy các bạn chỉ qua hiệu ứng. Hiệu ứng thì có tổng cộng tất cả là 10 hiệu ứng, tất cả hiệu ứng số 1 như thế này. Tự động chạy đổi màu, mình chỉnh được tốc độ chạy rồi nè. Có những hiệu ứng nó không tự động đổi màu thì các bạn chọn màu được, giống như hiệu ứng số 2 này đó các bạn ha, hiệu số 3 đó các bạn. Thì cái việc hiệu ứng là màu sắc các bạn cứ việc tùy chọn theo cái sở thích của mình, hoặc là theo cái màu xe, hoặc là phong thủy của mỗi người đó. Bao la về màu sắc thì bạn chọn. Mà hiệu ứng số 4 nữa các bạn, hiệu số 5 nữa các bạn, chỉnh tốc độ ha. Đó không, chính vì vậy người ta rất là yêu thích A11 là vậy á, nó quá nhiều màu và hiệu ứng đẹp mắt. Hiệu ứng số 6 chạy qua chạy lại, đánh qua đánh lại đổi màu. Hiệu ứng số 7 đánh một vòng thì đổi một màu. Hiệu ứng số 8 là vuốt thì vuốt lên trên ha. À, hiệu số 9 nữa các bạn, đánh qua đánh lại như thế này, lắp đầy cái phần họa tiết đèn. Hiệu ứng chữ A chữ 10 là hiển thị tất cả hết lưng phi những hệ thống có được trên đèn, những hiệu ứng có được trên đèn. Thì với A11 á, lưu ý một điều là đang để chế độ hiệu ứng, các bạn bấm thắng nó sẽ không hiển thắng nha. Các bạn trả về Dummy nè, rồi các bạn thắng xe cái là có hiệu ứng thắng. Rồi bây giờ mình sẽ bóp thắng cho các bạn xem là sẽ có 3 hiệu ứng cho phần thắng này. Rồi hiệu ứng số 1 nè, chơi lên đây, hiệu ứng số 1 là chớp chớp hiệu ứng. Đây, đổi màu các bạn ha. Đó. Hiệu ứng số 2 nữa các bạn, chơi lên chạy xuống đổi màu. À hiệu ứng số 3 là chơi lên chạy xuống nhưng mà không đổi màu, chạy qua một màu luôn. Rồi, buông thắng ra. Giờ mình chuyển qua hiệu ứng nè. Thấy chưa? Chuyển qua hiệu ứng thì mình bóp thắng sẽ không có tác dụng của hiệu ứng thắng nha. Nó chỉ ưu tiên xi nhan mà thôi các bạn ha. Đây mình sẽ trả về hiệu ứng số 1 cho dễ thấy nè. Rồi thắng nè. Ok không có ha. Rồi bật xi nhan. Bật xi nhan từng bên. Rồi xi nhan nếu các bạn muốn thì bạn thay giống như bóng led luôn. Bóng led thì ưu điểm nó sẽ nhẹ điện hơn và sáng mạnh hơn và không nóng chó đèn khi phát sáng lâu. Rồi hiệu ứng số 1 thì cũng chạy chỉnh màu được nha các bạn. Đó. À, nhưng mà nó chạy không cùng với nhịp chớp của xe. Hiệu ứng số 2 là nó chạy nhưng mà chạy cùng với nhịp chớp, thấy chưa? Mình thích hiệu ứng số 2 hơn, nó chạy chung với cái nhịp chớp của xi nhan bên dưới nhìn nó đẹp hơn, thấy không?
màu sắc thì tùy chọn, còn hiệu số 3 để giúp tắt các bạn. À, thấy rõ ha. Đó, mình thì mình thích số 2 hơn. Đây mình chạy vào số 2 các bạn xem nè. Đó không, rất đẹp rồi, xem bên kia. Thì các bạn chọn bên nào, bên kia y chang tự động vậy thôi. Quý vị chọn một bên nè. Đó. Rồi tắt xi nhan đi. Thì đối với các bạn ở xa thì các bạn một là tháo đèn gửi lên, nhưng mà tháo đèn gửi lên chi phí, gửi lên với thời gian chờ cũng mất thời gian, nên thường anh em đặt mua cụm đèn mới. Đèn thì mình mua từ trong hít Honda ra. Đèn thì cũng không có đèn lô đâu bạn. Theo mình được biết thị trường bây giờ đồ cũng những cái chó đèn xe future thì cũng không đồ lô nữa. Giá thì khoảng ngoài 300 một cặp, giá từ hít Honda đưa ra, nên đa số ví dụ anh em mới xa đặt mua luôn. Làm hoàn chỉnh gửi về cho bạn và các bạn lắp đặt theo sự hướng dẫn bên shop là ok. Còn các bạn ở gần với Sài Gòn thì các bạn cứ việc cho xe tới, mình là trong ngày cho bạn là xong à. Ha. Thì ngoài option là A11 như thế này, có option là đờ mi một màu xi nhan một màu chạy, có hiệu ứng quét khởi động khi mở khóa xe, hoặc là đơn giản nhất là một màu, một chế độ đờ mi, hoặc là đờ mi một màu xi nhan một màu chớp tắt. Đó. Thì các bạn cứ tham khảo những sản phẩm dòng xe future này bên YouTube, sợ từ khóa là future AK shop. Còn những dòng xe khác cứ việc là sợ tên từ khóa dòng xe và chữ AK shop phía sau để tham khảo những video. Và thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối bạn. Mọi tư vấn báo giá vui lòng gọi trực tiếp số là video hoặc liên hệ Phúc hoặc Zalo. Bên YouTube mình không báo giá, bên YouTube chỉ để video các bạn tham khảo mẫu thôi. Chat bên Phúc Zalo mình còn lưu được tin nhắn lịch sử chat các bạn, mình sẽ theo dõi được cái đơn hàng nó dễ hơn là bên YouTube. Nhiều bạn thắc mắc là YouTube kêu báo giá rất là khó. Trực tiếp bên Facebook Zalo qua điện thoại và trực máy từ 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 và làm việc suốt tuần mà ha. Rồi, một nữa AK Shop xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn 800 anh em YouTube và Facebook. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.